kể về một lần nổi loạn tuổi dậy thì của bạn. Tôi trước. Ai cũng có một cái thời nổi loạn tuổi dậy thì đúng không? Thì mình cũng vậy. Thường thì con gái sẽ nổi loạn vào từ lớp 7 cho tới lớp 9. Còn con trai là qua hẳn cấp 3 thì mới nổi loạn. Mà nổi loạn ở đây là gì? Kiểu như là mình muốn bứt phá mọi người, mình muốn thay đổi con người, muốn thay đổi cách nhìn, muốn thay đổi quan điểm, muốn thay đổi đủ thứ hết. Kiểu cảm giác quá chán nản rồi, muốn làm cú gì đó rất là bứt phá. Và những cái đợt nổi loạn đó nó rất là gợi đòn đối với các bậc phụ huynh. Và mình nổi loạn vào năm lớp 9. Thì hồi nhỏ mình học rất là giỏi mọi người. Từ lớp 1 cho tới lớp 9 là mình toàn học sinh giỏi thôi. Lúc nào cuối kỳ cũng lên nhận giấy khen đồ quá trời luôn. Đi lên đi xuống, chạy lên chạy xuống nhận giấy khen như chạy xô vậy á. Mỗi lần là một sắp sắp giấy khen nè. Học giỏi ghê lắm, học giỏi mà biến thái luôn á. Oh my god. Nhưng mà lên học kỳ 2 lớp 9 thì mình bắt đầu chán nản với cái sự học giỏi. Và mình bắt đầu lơ là. Và cuối cùng thì mình chỉ còn học sinh khá thôi mọi người. Nhưng mà cuối kỳ thì mình vẫn nhận giấy khen nhiều nha. Chỉ không có cái giấy khen học sinh giỏi thôi. Chứ mà thi này thi kia đồ cũng quá trời à. Xong lúc đó mình muốn thay đổi bản thân mọi người. Và cái lý do mình học sinh khá là mình muốn thay đổi bản thân á. Nói rồi. Mình muốn thay đổi một con người khác. Mình thấy mình có quá là hiền lành, quá là dịu dàng, quá là học giỏi đồ. Mình chán nản với hình ảnh đó rồi. Không tin. Không tin. Cho nên mình quyết định cắt tóc. Chấn động chưa? Lúc đó tóc của mình nó dài mà nó đen nha, nó dài tới đít luôn á. Má mình rất là thích luôn, nó dày mà nó dài, nó đẹp lắm, nó mướt rượt hồn, tóc nó rất là khỏe luôn. Nhưng mà mình vẫn quyết định đi cắt tóc để mình thay đổi cái ngoại hình của mình. Bữa đó mình đi học về, mình rủ con bạn thân của mình là Tạc vô cái tiệm cắt tóc đó để cắt. Xong cái mình vô mình nói là cô ơi cắt cho con cái đầu tóc ngắn. Xong cổ chứ hả? Ủa gì con bé thôi? Họ sinh má chưa mà sao lại cắt tóc ngắn là sao? Không được đâu con, cô không dám cắt đâu. Cô mà cắt là má con xuống mà má con la cô chết không được, không được. Xong mình mới kiểu là ủa cắt tóc ngắn thôi mà có gì đâu mà la tâm. Tại vì lúc đó trong đầu của mình đó là muốn cắt tóc ngắn cái kiểu này nè. Đó là tới nay nè nha mọi người, là nó sẽ bầu xuống thế này nè, cắt phăng xong rồi nó bầu xuống như này nè. Thì mình nghĩ là mình cũng nghĩ là má mình la, nhưng mà cũng không có tới mức là la đánh gì đâu, tại vì nó chỉ là cái tóc thôi mà, cắt ngắn tới đây thì nó vẫn là bình thường, không có gì là quá ghê gớm hết. Mà sao cô làm quá lên dữ vậy? Xong cái cổ không chịu, nhất quyết không chịu luôn. Xong cái mình mới nói là trời ơi con đảm bảo luôn á, là đảm bảo luôn là không có chuyện gì xảy ra đâu, má không có la đâu, cô cứ cắt cho con đi. Mình quyết liệt quá mà, cho nên là cô cũng phải cắt cho mình thôi. Rồi xong vô cắt. Và bắt đầu mình đã nhận ra cái lý do tại sao cổ lại phản ứng thái quá như vậy. Mình nghĩ trong đầu á là tóc của mình nó dày đúng không, cắt phăng chỗ này đi, xong rồi mình tỉa gì đó cho nó bầu xuống thế này là ok vẫn dễ thương. Nhưng không mà mọi người ơi, cổ bắt đầu cổ có những cái đường quyền, mà cái đường quyền tém á mọi người. Mọi người hiểu tém không? Trời ơi, cổ bắt đầu cổ tém, cổ cắt trên này luôn mọi người, cắt xẹt. Xong mình mới kêu trời ơi, sao mà cắt lại vậy ta, sao mà cổ lại đi cắt tém chỗ đó vậy ta. Bắt đầu mình thấy tóc của mình nó càng ngắn dần, nó từ chỗ này nó lên này, xong bắt đầu nó lên tới đây luôn mọi người. Tém kiểu tém tóc tém con trai nha mọi người. Đáng lý là lúc mà cổ mới đi vài đường quyền á thì mình nên là kêu cô ơi không phải cắt kiểu này, cô cắt cái kiểu này cho con nè. Nhưng mà hồi đó mình bị ngu á mọi người, mình không có mở miệng ra mình nói được, mình sợ hay sao á, mình sợ quá ngay đầu mình hay sao á, mình bị hiền quá rồi mình bị ngu á. Bây giờ cũng vẫn còn cái tính đó nha. Bây giờ đi làm tóc nha, ở tiệm salon không nói gì hết trơn, về nhà khóc mình vậy đó. Không dám nói. Xong cái con bạn thân của mình nó ngồi kế bên đó. Là cổ cắt tóc của đứng sao mình đúng không? Con bạn thân nó ngồi bên mình nè, xong nó khều cái chân. Giống được kêu là ê mày ơi, sao tao thấy bà cắt sai cho mày vậy? Nó khều hoài luôn, còn mình quay qua chứ. Giống kiểu là tao biết rồi, thôi mày im đừng nói vậy. Và cái tóc của mình nó bắt đầu nó ngắn dần theo thời gian. Ngắn tới đây và bắt đầu nó gọn lại, nó tém rệm lại và bắt đầu mình muốn té đái trong quần rồi đó. Lúc đó mình suy nghĩ trong đầu là rồi. Trời ơi, xong mà. Về nhà nào chơi. Ui, toan. Và cuối cùng cổ cũng đã hỏi cái câu mình đợi nãy giờ. Ngắn vậy được chưa cháu? Xong mình kêu dạ dạ, được rồi cô. Lúc đó là nó đã tém lên tới đây rồi nè mọi người. Xong cái cổ nói là sao mà thấy đẹp không? Xong mình kêu dạ được, đẹp, dễ thương. Dễ thương. Ngắn vậy được chưa cháu? Dạ dạ, được rồi cô. Tại sao mình có thể trả lời một cái câu dối lòng dữ vậy trời? Mình không có thích cái tóc đó một xíu nào luôn mọi người. Mà tại sao mình kêu dạ dễ thương. Đâu có thấy dễ thương xíu nào đâu. Đang muốn té đái trong quần nè. Rồi trả tiền xong ra đi về. Mình bật cái chế độ đạp xe, mà đạp xe đạp chậm á mọi người. Tại vì mình biết về tới nhà là kiểu gì là cũng vô nồi với má rồi, cho nên là mình bật chế độ đạp xe đạp chậm á. Mình đi, trời
từ rất là từ rất là thông thả. Con bạn mình nó cũng hiểu cái tâm lý đó, cho nên là nó không có hối thúc mình. Nó cũng hiểu là thôi mày cứ thông thả đi, về nhà kiểu gì mày cũng chết rồi. Và về tới nhà ba má chưa có đi làm về mọi người. Mình học buổi sáng á là trưa mình về tới nhà mình nghĩ là ba má đi làm về rồi, xong mà nấu cơm ăn hết rồi chứ tự nhiên bữa đó ba má đi làm về trễ, chưa có về nữa. Trời ơi đã sợ rồi càng thêm sợ nữa, biết làm sao không? Thà là ba má về sớm đúng không? Về xong nấu cơm ăn xong hết rồi là nó đỡ mệt rồi, thấy mình không có tức nữa. Cho nên là tôi rất là sợ. Và tôi vô nhà, tôi nấu hết cơm. Tôi nấu cơm đồ một mâm cơm mà nó hoành tráng lắm, cơm cá canh đồ đầy đủ hết. Xong rồi tôi thay đồ ra, rồi tôi ra trước nhà tôi nằm ấp xuống. Tại vì tôi biết chắc chắn là kiểu gì má tôi về cũng đập cho tôi một trận thôi, cho nên là tôi trung thực. Má tôi vô thấy trời ơi, ủa ai vậy? Tôi đâu có nhận ra đâu, nằm ấp xuống cái mặt, ấp xuống nó đâu có nhận ra đâu. Xong rồi tôi ngoẩn cái mặt. Xong rồi tôi ngoẩn cái mặt lên tôi nhìn má tôi. Cái má tôi chứ. Má bị bối rối, mọi người bị hoang mang á, kiểu như là không thể tin được là chuyện gì đang xảy ra với cái đầu con mình vậy. Má tôi chứ. Kì bé, cái gì? Kì tóc tai gì kìa bé? Không nói nên lời luôn mọi người, nói mà mình thấy má tôi run luôn á. Xong cái tôi mới kêu dạ con mới cắt tóc, má đánh con đi. Xong cái bà tôi vô vậy nè mọi người. Tại vì thấy hình ảnh mà thấy con của mình nằm sẵn chờ đánh đòn á, nó mắc cười lắm. Ba tôi vậy nè. Mãi mặt đi mới nhịn cười mọi người. Tức không nói nên lời, đã tức rồi nhưng mà còn phải nhịn cười nữa. Con quỷ yêu rồi đó. Thà là nó đẻ cho tức lên là đánh cho nó một trận đi. Tôi vô tôi nằm vậy đó mà tôi đâu có nghĩ chiêu trò đâu mọi người. Tôi đang nghĩ là trung thực vô nằm sẵn đi thì kiểu gì cũng bị đánh thôi. Ai mà nghĩ là ba má thấy cái cảnh nó buồn cười đâu. Tôi không biết là nó sẽ buồn cười tới mức độ đó luôn á mọi người. Xong tôi thấy ba tôi cũng nhịn cười, xong má tôi cũng nhịn cười. Xong không đánh nữa luôn, không đánh luôn. Kiểu cái kiểu cảm giác mà thà là dí vòng mà quanh nhà đó thì đánh nha. Mà cái cảm giác mà vô nằm sẵn á, không còn thú vị để đánh nữa hay sao á. Thì tôi nghĩ là xong rồi chứ sao. Rồi nhưng mà chưa xong má, cuộc đời còn dài. What the hell? Vô ăn cơm. Má tôi thấy tôi chỗ nào là má tôi đập tôi chỗ đó. Cứ thấy tôi ăn cơm là trời ơi cắt cái tóc chi vậy con. Xong thấy tôi đi ra đi vô là đi ra đi vô thấy tôi là đập đi. Thấy tôi ở đâu là đập tôi ở đó vậy. Tôi đang đứng là trời ơi cắt cái tóc gì con. Xong tôi đi ra đi đái là trời ơi bé ơi. Xong rồi tôi đi đang quét nhà thì bé ơi cắt cái tóc gì vậy con. Cứ thấy tôi là bé ơi là bé. Tôi nghĩ trong đầu là em mình có thể, má ơi má có thể đánh một lần dứt điểm được không. Đi ra đi vô thấy tôi là đập kiểu thấy ngứa mắt đó mọi người. Thấy là đập. Tự nhiên tôi đang đứng là lấy cổ chổi phang. Trời ơi cắt cái tóc gì vậy bé, đánh hoài luôn. Tôi nghĩ là trời dứt điểm một cái đi cho đỡ đau đi. Tôi tưởng đây là đỉnh cao của cái sự trừng phạt rồi chứ chưa. Còn tới một cái chuyện mà tôi sợ nhất nữa. Má tôi túm cái đầu tôi dẫn xuống tới tiệm cắt tóc của cô kia. Má tôi la làng quá trời luôn, em ơi sao em cắt cái tóc cho con bé Thoa vậy em ơi. Em nghĩ sao vậy, nó có đồ cắt thì em cũng đừng có cắt chứ. Em coi nè, câu nè, trời ơi cắt cái đầu tóc con bé này nè. Tôi nghĩ là lúc đó là tôi muốn đổi cái quần lên luôn mọi người. Cảm giác khó xử kinh khủng luôn á. Xong cái cổ mới kêu vậy, em đâu có biết gì đâu chị. Em cắt này nó kêu đẹp dễ thương. Xong rồi nó vô nó kêu cắt. Em đã nói lúc đầu với nó là không có cắt rồi, mà nó cứ nằng nặc đòi cắt á chị. Rồi lúc đó má tôi chửi cổ quá trời luôn mọi người. Lúc đó tôi nghĩ là má về đánh con đi, về đánh con đi chứ chịu được chứ mà dẫn xuống đây làm chi. Trời người ta tới người ta coi quá trời luôn. Và từ đó trở đi là tôi không có vô tiệm cổ tôi cắt nữa mọi người. À không không, cổ không có nhận. Và từ đó trở đi là tôi để tóc ngắn tới bây giờ luôn mọi người. Và tính ra cái này không phải nổi loạn mà là cái xác định hình ảnh, định hướng hình ảnh trong tương lai á. Mà không phải đâu mọi người, tại tôi không có nuôi tóc dài được. Cái cảm giác nó dài đó tới đây á là nó bị lỡ dở lương ương á, cho nên là muốn phải cắt lên ngắn gọn lên. Đó thì tới bây giờ luôn. Còn mọi người thì sao? Đã từng nổi loạn tới vậy thì chưa? Comment kể dưới đây cho tôi nghe với nha.